mình là Sơn Đủ và thật sự mình vô cùng hối hận sau khi phá hỏng hàng triệu những bữa ăn của tất cả các bạn khán giả trên cả nước với những video toàn là 1.000 con giòi ăn đủ các thứ trên đời. Thì hôm nay mình sẽ đền tội mình cho các bạn thưởng thức những bữa ăn vừa ngon mắt mà vừa ngon tai bằng việc xem nấu ăn Lego. Vâng, Lego không chỉ để lắp ghép, Lego không chỉ để phạt một ai đó bằng việc bắt họ dẫm lên nó, mà còn có thể dùng để nấu ăn. Đây là một con cua Lego. Được rồi, mình đang rất là tò mò để xem là anh ấy nấu như nào đây. Rồi, mình sẽ nói ít một xíu nha, để cho các bạn có thể nghe được cái âm thanh của anh ấy nấu ăn. Ui. Ôi trời ơi, cái nước, giọt nước cuối cùng nó rơi xuống kìa. Đây là cái phong cách làm video bằng kiểu stop motion ấy. Là không phải là cầm máy quay mà như mình đang quay video ở đâu, mà là chụp rất nhiều tấm hình lại. Mỗi tấm hình là sẽ chỉnh một xíu xíu thôi. Đấy, là phải đổi sang một tấm hình khác, là phải dịch mấy cái miếng Lego mỗi chỗ đi một xíu thôi để có thể tạo ra được tấm hình mới. Và cứ phải lặp đi lặp lại như thế trong suốt cả video này. Tỏ là đầu tư cũng rất là ghê đúng không? Chào mời nhiều quá rồi, xem tiếp đi này. Rồi, cho cua vào nồi. Trời ơi, làm cả nước chảy ra ngoài đấy chứ. Đấy, ta chưa cần bàn đến việc là đẹp mắt hay không, nhưng mà việc mà có thể lắp được cả một con cua bằng Lego tỏ là anh ấy quá đỉnh. Chỉ có trong video chúng ta mới có cái tiếng ăn Lego nó ngon như này thôi nhá. Ngoài đời đừng có làm, đừng có ăn Lego nha. Bình thường mở con cua ra nó không dễ như vậy đâu nha. Cơ mà đúng không? Đến cả tương gọi là gì, nước tương mà cũng có thể làm Lego được. Boy. Ê, từ tại sao Lego mà hình như ôi, cái này không phải đơn thuần chỉ có Lego nha, mà có cả những cái như kiểu đất sét ấy. Chứ mình tưởng mà Lego mà sao mà làm được cái chất dính dính như này thì giỏi thật. Rồi, kim chi tất nhiên rồi, Hàn Quốc là không có thể thiếu được kim chi. Nhưng mà kim chi ở đây lạ lắm. Wow. Ok, mình tưởng cái tiếng Lego nó phải cứng hơn như này cơ. Rồi, xong món cua, chúng ta bây giờ có món là cơm cuộn trứng. Ảo thuật đấy. Wow. Uầy. Các bạn biết đỉnh cao của làm YouTuber là gì không? Không phải là có nhiều tiền, không phải là có nước bạc hay nước vàng. Vâng, cái đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình. Mà là có cái đĩa làm đồ ăn có tên của The Food Market. À ok, xin lỗi, mình nhầm. Quê thật chứ. Spam. À, cái hộp cá spam, ok. Wow. Ê, cái tiếng này như kiểu là cái tiếng anh ấy làm thật ấy. Làm đồ ăn thật, xong rồi là nó bóng bóng kìa. Xong rồi là anh ấy ghép tiếng vào cái Lego. Ok, cái này là đậu thật nha. Bây giờ anh ấy sẽ biến thành đậu Lego này. Đoạn này hơi đáng nha. Hơi đảng nha. Thế quái nào mà lại có một đống đầu của mấy thanh niên Lego này. Tiếng kìa, nghe thật sự ạ. Ok, đây là cái này là hạt đậu và chúng ta có thể hình dung ra được cái món ăn thật sự luôn ấy. Mình rất thấy ấn tượng cái này nhá, là những cái khúc mà anh ấy làm cái gì liên quan đến nước ấy, thì những cái hạt nước anh ấy làm rất là chi tiết luôn. Nhiều bột chứ nhỉ. Trời ơi, lửa, làm được lửa luôn chứ. Lego mà làm thành lửa được. Rồi, cầm cơm nắm này thả vào. Không, trứng. Trứng Lego mà lạ này. Đúng rồi, cái này đúng hơn đấy. Đúng hơn rồi đấy. Nghệ thuật gì đấy? Ê, lúc các bạn làm món cơm cuộn trứng. À không, cái này là trứng cuộn cơm rồi. Các bạn có phải đánh đũa sang hai bên, mới sang hai bên cái chảo như vậy không? Trời ơi, ngon. Ôi. Ngon thật đấy. Mình cần phải bao cái loại lại. Ui, nó thỏa mãn thế nhở. Ui. Cái này sao đấy? À, cái này là sốt à? Ok, ôi. Như kiểu sô-cô-la ấy ta. Rồi hành này. Ui, nó khọt. Cái này là bingsu dưa lưới thì phải. À, cái món này là món cũng là rất là đặc trưng của bên Hàn Quốc này. Không biết các bạn ăn thích ăn bingsu không? Mình là mình cực thích ăn luôn. Ok, quả dưa lưới này đúng không? Rồi rồi.
nhà ấy này nhiều đất sét thật ta. Ê ê rồi, mà mình thấy cái này có khi không phải là đất sét nha, có khi cái này là kem ấy. Đúng là đầu tư. Kiểu cái chuyển đoạn chuyển cảnh rất là hay nha, đúng không? Chuyển cảnh từ cái đất sét ấy hay là kem nó chuyển thành cái cục Lego, rồi cục đá lại thành Lego, rồi đá lại Lego sẵn rồi. Ui cha cha cha, bắt đầu cái này là cái máy xay để cho đá thành đá bào à, đúng không? Hay là đá xay? Tôi đừng xem nào. Ê, cái này có lý do mà đây là cái chỗ mà người ta tua lại xem nhiều nhất. Bên trong này, các bạn để ý kỹ nha, nó có đúng không? Nó có cái thứ ở trong này. Anh ấy phải cho cả Lego vào trong cái máy này. Và anh ấy xoay. Wow. Quá đỉnh cao. Ok. Mình cảm thấy thèm đấy, thèm đồ ngọt từ đây đấy. Dâu là mình thường là bình su là bóp vậy hả? Trong quả dưa lưới Lego thì có kem, còn trong hộp kem chúng ta có Lego. Nhưng mà móc thì vẫn ra kem thôi. Cái đoạn này thật sự nó mượt, mặc dù là chụp tình hình nha, nhưng mà nó quá mượt đi. Ôi ôi, nó đúng kìa, đẹp kìa, tọt ra luôn chứ. Bữa ăn chưa dừng lại ở đây, chúng ta vẫn còn một món có tên gọi là món carbonara. Ủa, carbonara là món gì nhỉ? Carbonara ăn là mì à? Ôi trời, quái nào mà ăn cơm, ăn cua, ăn tráng miệng. Bây giờ quay qua ăn mì. Không, có khi là chắc là người ta ăn Lego thì người ta phải ăn kiểu đấy rồi. Rồi, đến rồi xem nào. Để xem làm mì mà từ Lego như nào nào. Ok, phải như thế luôn. Mua cái này bằng Lego luôn nha. Cái trắng trắng là cái gì nhỉ? Đó là gì ta? Ê, vừa có một quả chuyển cảnh ạ. Từ siêu thị chuyển cảnh về nhà. Ghê. Mì là mì xịn nha, không phải mì Lego nha. Anh này là chơi nhẫn thuật thủy độ. Tầm tay vào nồi là tự có nước. Còn mấy cái trắng trắng này là gì? Nấm à? Thịt. Yeah. Đấy, mình vẫn rất thích cái cách mà anh này kiểu điều khiển nước nha. Rồi xem nào, sữa nào. Oh, lồi lên, xuống lên kìa. Ôi. Oh. Rồi cầm đống mì này. Đó. Vẫn rất thỏa mãn với cái cách mà anh ấy làm giọt nước nha. Có trứng này, em mình nhìn quen là trứng này. Đấy, cái lần này thì anh ấy là làm là cái lòng trắng là Lego luôn nha. Ê, cái lòng đỏ này là Lego luôn này, nhưng mà sao lại cái mảnh Lego mà lại tròn tròn như này được nhở? Hay nhở, chắc là mấy bộ mà xịn mới có, chứ mấy bộ hồi xưa mình chơi nó toàn là cục vuông không à. Rồi, lại đến màn tra tấn cái tai, nhưng mà nó sướng. Vâng các bạn ạ, ngày hôm nay mình đã mở khóa ra được một cái sự thèm muốn mới, đó chính là xem người ta nấu đồ ăn bằng Lego. Nó ngon mắt, nó ngon tai, mà ngon miệng luôn ạ. Các bạn cảm thấy giống mình không? Các bạn có thấy bữa ăn của các bạn trở nên ngon hơn không? Nếu có, hãy bấm like cho video này để mình tiếp tục tìm những cái video nấu ăn Lego cho chúng ta cùng xem, để cùng sướng. Khi nào mình đăng tập nấu ăn Lego tiếp theo, mình sẽ để nó ở đây để cho các bạn bấm vào nhá. Trong lúc chờ đợi thì chắc chúng ta sẽ xem một video mà 10.000 con giòi ăn đủ thứ đi ha. Rất hy vọng rằng là mình sẽ làm tập 2 của nấu ăn Lego sớm để mình thay thế cái video 10.000 con giòi này đi.